những cái buổi talk show bí quyết thành công và cách vượt qua thất bại. Mình là Cát Tường, học sinh lớp 5A10. Đồng hành hôm nay của mình còn có bạn Trần Xuân Khang lớp 5A3, bạn Nguyễn Phương Vi lớp 5A4, bạn Tạ Thái Anh Như lớp 4A3. Tại Disco, việc đảm bảo sức khỏe của những dancer luôn được chú trọng hàng đầu, tạo môi trường học cởi mở, gắn kết và các bạn luôn cảm thấy hạnh phúc khi đến trường. Vậy tại sao chủ đề hôm nay lại liên quan đến thành công và thất bại? Hạnh phúc luôn gắn liền với những thứ thành công. Mình tin rằng ngày hôm nay câu chuyện và những bí quyết thành công sẽ được chia sẻ, hạnh phúc cũng không ngừng lan tỏa đến tất cả các bạn. Chính vì vậy, hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ những câu chuyện về bản thân và đến các bạn nhé. Các bạn, mình tên là Phương Vi, học sinh lớp 5A4. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn các bí quyết để có thể tràn đầy năng lượng và có thật nhiều cảm hứng trong học tập nhé. Đây là một số câu chuyện của mình. Là mình thường ăn sáng ở nhà và dành một chút thời gian để vận động nhẹ, như là nhảy dây nè, hay là có thể đi bộ vòng quanh nhà để có thể có thật nhiều năng lượng và mình sẽ cũng có thể cải thiện được sức khỏe đó. Tiếp theo thì khi mà đến lớp, mình thường là trò chuyện với các bạn của mình, chơi những trò chơi hay là tâm sự với các bạn ấy về những điều trong ngày của mình. Và cái điều đó thì sẽ khiến mình cảm thấy thoải mái hơn, cũng như là sẽ sẵn sàng cho các tiết học nữa đó. Và mỗi lần mà mình cảm thấy bị nhàm chán hay là mất tập trung trong tiết học thì mình sẽ có thể là nghĩ về những điều tích cực. Ôi không sao đâu, chúng ta có thể là đợi sau tiết học rồi giải quyết cái lo âu đó cũng được. Và mình sẽ cố gắng là tập trung và nhắc bản thân là phải tập trung vào tiết học. Thì như thế là mình đã có thể làm được rồi. Và các bạn cũng nên nhớ những kiến thức mà mình đã học trong môn class giáo dục kỹ năng phẩm chất nhé. Đó chính là đếm số nè, hít thở sâu và uống một ngụm nước, hay là chúng ta có thể nghĩ về những điều tích cực. Và tiếp theo thì để có cảm hứng hoặc là sự hứng thú khi mà học thì các bạn trước tiết học nên là làm những gì mà các bạn thích nè, hoặc là giải quyết những cái nỗi buồn hay là sự căng thẳng để khi mà mình học thì mình sẽ cảm thấy là vững chắc hơn và sẽ có cảm hứng hứng thú hơn. Bây giờ thì mình sẽ đúc kết lại những gì mà mình nói nãy giờ nhé. Đầu tiên, các bạn nên bổ sung năng lượng tại nhà nè, vận động một xíu, nhảy dây hay là đi vòng quanh nhà. Và tiếp theo là khi mà đến lớp, hãy chia sẻ với các bạn của mình về những điều mà các bạn thích hay là các bạn cảm thấy vui, để cho các bạn ấy cùng vui với mình luôn nè, và mình cũng sẽ thấy sẵn sàng hơn cho các tiết học đó. Và trước khi tiết học bắt đầu, hãy làm những gì mà các bạn thích nha, bởi vì như vậy sẽ cho các bạn niềm vui hơn và mình sẽ bớt căng thẳng đi. Và cuối cùng là khi mà cảm thấy nhàm chán thì các bạn đừng nên nghĩ về sự lo âu đó nữa mà hãy cố gắng tập trung vào tiết học nhé. Các bạn hãy cố gắng là nhớ những gì mà thầy cô dạy cho môn giáo dục kỹ năng phẩm chất nha. Nó rất là hữu ích trong cuộc sống đó. Và bây giờ mình cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe bài chia sẻ của mình. Chào tạm biệt. Xin chào tất cả các bạn, mình là An Như, học sinh lớp 4A3. Ai cũng có một câu chuyện riêng của mình và mình cũng thế. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình đến với các bạn. Câu chuyện của mình mang tên Làm cách nào mà mình đã vượt qua sự tự ti để trở nên con người tự tin. Bây giờ hãy lắng nghe câu chuyện nhé. Thực ra mình vốn là một cô bé cực kỳ nhút nhát, sợ sệt trước đám đông, và ngoài ra còn rất là sợ phát biểu ý kiến của mình trước mọi người. Nhưng mà một chuyện đã thay đổi mình là vào năm mình học lớp 1, ở học kỳ 2 thì nhà trường có mời mình là người mẫu nhí để giúp cái chương trình tối đó của nhà trường thêm hào hứng, phấn khích hơn. Thì lúc đó mình rất là đắn đo, bởi vì phân vân nữa, bởi vì là một bên thì mình cực kỳ sợ đông người như các bạn đã biết, và một bên thì mình cũng cảm thấy rất là hồi hộp và thích thú với lời đề nghị đó. Thì mẹ mình là mọi người mẹ rất là tâm lý, cho nên đã nhận ra cái sự khác thường của mình hàng ngày và đã hỏi han cũng như bàn luận với mình về chuyện đó. Thì sau khi bàn luận với mẹ mình xong thì mình đã đồng ý. Và đố các bạn mẹ mình nói gì với mình? Mẹ mình đã nói rằng thật ra mẹ hiểu nỗi lo lắng của con, mẹ hiểu, nhưng đây là cơ hội để con được làm, được hiểu và được công nhận thêm, nên là mẹ rất là ủng hộ việc con tham gia. Mẹ cũng có một số cách nhỏ để giúp con tự tin hơn trên cái sân khấu đó. Thì mẹ mình mới chia sẻ cho mình là tổng cộng 3-4 cách là mình nhớ được vài cách. Bây giờ mình sẽ cho các bạn biết. Cách đầu tiên là mình có thể lên sân khấu mình trước khi làm mọi điều, thì mình nở một nụ cười thật tươi để tạo ra sự tự tin cho mình. Tiếp theo mình có thể hít thở một vài hơi thật sâu
hít vô, thở ra, đó cũng là cách để mình tự tin hơn để chia sẻ với các bạn của ngày hôm nay. Và tiếp theo nữa là mình phải tự nói trong đầu của mình là mình sẽ làm được, cố lên vì mình đã luyện tập rất nhiều rồi. Và cách cuối cùng là tập luyện thật nhiều vô, bởi vì khi bạn tập luyện nhiều, bạn sẽ có cảm giác rằng ồ, mình tập luyện nhiều rồi, mình không cần gì phải sợ hãi để mà lo là mình sẽ đọc vấp, mình đi vấp vân vân. Thì đó là cách mà mẹ mình đã chỉ cho mình. Thì cái ngày hôm đó rồi lại đến, mình đã tập luyện rất là chăm chỉ. Nhưng mà vừa lên sân khấu là bắt đầu chóng mặt, ưu đầu, nhức mặt, xong cùng lum tà la ra hết trời. Xong rồi mới nhớ tới lời của mẹ mình và thực hiện theo. Vậy là ổn rồi phải không nào? Và đó là bài học mình học ra được, là mình có thể chuyển đổi sự tự ti thành sự tự tin, và từ đó cơ hội mở ra nhiều hơn với mình. Và bây giờ sự tự tin giúp mình cực kỳ nhiều. Mình mong sau khi mình chia sẻ câu chuyện này, những bạn còn đang tự ti sẽ dần ra chuyển sang tự tin nhé. Bây giờ chào và hẹn gặp lại các bạn ở những dịp khác. Bye bye. Chào thầy cô và các bạn. Mình là Cát Tường, học sinh lớp 5A10. Ngày hôm nay mình rất vui khi được chia sẻ về chủ đề làm thế nào để đạt những giải thưởng thành tựu trong quá trình học tập và rèn luyện. Đầu tiên, mình rất vinh dự khi đạt được 2 giải nhất trong môn tiếng Anh trong cuộc thi Speaking Contest và Spelling Bee. 2 cuộc thi ấy đã giúp mình có thêm nhiều kinh nghiệm hơn cho bản thân của mình, kinh nghiệm cho cuộc thi Spelling Bee của mình, đó chính là nếu như bạn muốn học thuộc một thứ gì đó, bạn nên viết ra thật nhiều lần, viết càng nhiều lần bạn sẽ ghi nhớ càng tốt hơn. Tiếp theo là cuộc thi Speaking Contest, mình đã hiểu cách nào để làm một bài nói rất vô cùng hay và cách nói như thế nào để thu hút mọi người. Mình thường hay luyện tập nói trước gương và quay video lại một video và xem lại đoạn nào mình chưa tốt và mình chỉnh sửa để làm tốt nhất cho cuộc thi. Trong quá trình ấy, mình có rất nhiều sự khó khăn, vất vả, nhưng điều mình cảm thấy vui nhất là được thầy cô, bạn bè giúp đỡ, đồng hành và động viên cùng mình. Điều khiến mình cảm thấy vô cùng tự hào, hạnh phúc đó chính là trong năm vừa qua, mình đã được thầy cô, bạn bè tin tưởng và bầu chọn vào vị trí chủ tịch hội đồng học sinh của trường Viscom Central Park. Để đạt được những thành công và thành tựu đó, mình đã vô cùng nỗ lực và cố gắng rất là nhiều. Và ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến các bạn về cách tự học để đạt được những giải thưởng đó nhé. Đầu tiên, các bạn nên có một mục tiêu rõ ràng điều mình muốn mong muốn hoặc điều mình muốn cải thiện cho môn nào học nào đó cụ thể. Từ đó, các bạn lên một kế hoạch để cải thiện những điều đó. Thứ hai, các bạn nên xây dựng một thời gian biểu cụ thể và rõ ràng. Các bạn nên tập trung và dành nhiều thời gian hơn cho những môn cần thiết hoặc những điều mình đang cần cải thiện. Ví dụ như là mình muốn đạt điểm cao hơn trong môn toán, thay vì mình học 1 giờ một ngày thì các bạn có thể tăng lên là 2 giờ một ngày. Và cuối cùng, mình mong rằng các bạn sẽ luôn đạt được niềm tin vào khả năng và bản thân của mình, phải tin rằng mình sẽ làm tốt hơn và tốt hơn nữa để luôn giữ được tinh thần phấn đấu và cố gắng hơn mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những phần chia sẻ của mình. Mong những điều mình vừa nói có thể đạt được các bạn, đạt được những thành tích các bạn mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn, mình là Sơn Khang. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện ba chú chuột ăn trộm mỡ. Ngày xưa trong một ngôi nhà nọ, có ba chú chuột sống cùng nhau. Một hôm chú đang đi dạo thì gặp một cái chung mỡ thật là lớn. Ba chú đèn suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết để ăn được cái chung mỡ đó. Ba chú đèn nghĩ hay là mình nối đuôi nhau để có thể tạo thành một sợi dây nối xuống để ăn mỡ đi. Ba chú đồng ý. Thế là chú đầu tiên, con chuột đầu tiên nối con chuột thứ hai nối với con chuột thứ ba. Con chuột đầu tiên nghĩ, chung mỡ nhiều như thế này, mình thà ăn hết đi đừng để cho hai chú kia. Con chuột thứ hai lại nghĩ rằng, con chuột này chắc là nó tham lam, nó ăn hết mỡ của mình, không để cho mình đâu. Còn con chuột thứ ba thì lại nghĩ, nếu như hai con chuột kia ăn no nê rồi thì chắc cũng không có phần của mình. Thế là con chuột thứ hai thả chân con chuột thứ nhất xuống, còn con chuột thứ ba thì thả chân con chuột thứ hai và nhảy xuống luôn. Cả ba đều nhảy xuống chung mỡ và ăn hết mỡ, nhưng chúng không nhận ra là thân của chúng đã bị trơn và cái chân thì lại quá là sâu nên là chúng không có thể nào lên lại được.
sau khi vào ba, cả ba chúng đều bị chết trong cái chùm. Lãnh đạo thì chúng ta phải giữ lời, đúng lời hứa cùng một mục tiêu, và chúng ta phải phân chia công việc rõ ràng đúng với năng lực của từng người. Chào tạm biệt các bạn. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt.